Ngày 30 tháng 7, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn với nhiều lãnh đạo của quận Bình Thạnh đã đến thăm, động viên và trao quà cho 60 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong khu phong tỏa tại hẻm 290 Nơ Trăng Long, phường 12, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian qua, một phần hẻm 290 bị phong tỏa do dịch COVID-19. Bà con trong khu phong tỏa đã hỗ trợ lẫn nhau trong công tác an sinh xã hội như nhu yếu phẩm cần thiết. Ngoài ra, bà con còn thành lập các nhóm trên Zalo để tiếp nhận những phản ánh khó khăn cần giúp đỡ, hỗ trợ phân phối nhu yếu phẩm thiết yếu đến từng nhà, đồng thời giám sát lẫn nhau trong việc tự giác chấp hành giãn cách xã hội, tránh lây lan trong khu phong tỏa. Từ cách làm hay, mô hình mới và hiệu quả của bà con, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị các quận huyện và thành phố Thủ Đức nhân rộng mô hình này trong thời gian tới, đồng thời nhấn mạnh nhân dân là chính, nhân dân đoàn kết, chung tay hỗ trợ, đồng hành và nghiêm túc phối hợp phòng chống dịch để cùng với thành phố Hồ Chí Minh sớm vượt qua đại dịch COVID-19. Trong căn nhà lụp xụp nằm cuối hẻm là nơi sinh sống của đại gia đình, gồm 7 anh chị em của ông Nguyễn Quốc Hòa. Trước nhà là chiếc bàn để tạm thắp hương cho người chị vừa mới mất. Tại đây, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải gửi lời chia buồn và động viên gia đình cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Báo cáo với đoàn kiểm tra, bà Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 12, quận Bình Thạnh cho biết, hiện tại phường ghi nhận 179 ca F0, trong đó có 159 F0 đang thực hiện cách ly tại nhà. Trên địa bàn phường còn 14 khu phong tỏa, trong đó tại hẻm 290 Nơ Trăng Long có 109 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Phường cũng đã thành lập 10 tổ quản lý khu phong tỏa, đồng thời phối hợp với tổ COVID cộng đồng để tham gia tuyên truyền, nhắc nhở giám sát lẫn nhau trong việc thực hiện giãn cách xã hội. Hiện tại, phường 12 đã phát hơn 8.800 phiếu đi chợ, mua hàng hóa nhu yếu phẩm cho người dân, đảm bảo đi mua 2 lần một tuần.